Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay mình làm một cuốn video về tiệm nail. Hôm nay mình cũng về đây Việt Nam thời gian cũng gần được 2 tuần rồi cả nhà. Rồi mình cũng lu bu công việc quá. Mấy ngày nay làm video rồi chia sẻ với mọi người từ cầu tuyết cho tới đi chợ cho tới nấu ăn. Hôm nay Bình Huỳnh đã ý làm một cuốn video để trong ngày sinh hoạt của nail cuối tuần như thế nào cả nhà. Bây giờ mình mời đại gia đình của mình cùng đồng hành với mình ra tiệm nail. Rồi để mình coi thử cái ngày hôm nay tiệm nail nó có bận rộn gì không cho cái ngày cuối tuần. Rồi mình sẽ review cho đại gia đình của mình xem cái sinh hoạt của vợ chồng Bình Huỳnh mỗi ngày về đó cả nhà. Thôi mời đại gia đình của mình cùng với Bình Huỳnh mình đi ra tiệm nail nha các bạn. Rồi hẹn gặp nhau ở tiệm nail đi cả nhà. Các bạn thấy hôm nay thời tiết thấy trời nắng đẹp không? Nhưng mà xung quanh đó, khu vực này thì các bạn thấy tuyết phủ đầy hết. Ở ngoài lạnh lắm cả nhà. Bây giờ mình đang chạy tà tà ra tiệm đây. Từ nhà của mình mà đi ra đến tiệm thì cũng không xa lắm các bạn. Lái xe tầm 15-20 phút chạy tà tà trong đường làng. Mà nếu mà mình đi đường highway đó thì tầm 15 phút à. Nhưng thường thường thì mình hay chạy tà tà trong đường làng nhiều hơn là mình chạy highway. Rồi mình bây giờ quẹo vô cái con đường này, mình đi tắt qua bên con đường này là đến tiệm mình rồi cả nhà. Khi mà mùa đông đến rồi đó thì cả nhà mình thấy đó là cây lá nó trơ trụi hết vậy đó nha. Tầm bắt đầu từ tháng cuối tháng 3 đến tháng 4 thì cây lá bắt đầu nó mới nảy nở ra lại. Rồi bây giờ mình tới tiệm mình rồi cả nhà ơi. Rồi mình đã đi đến tiệm mình rồi cả nhà. Các bạn thấy đó, nói chuyện mà phải thở ra khói vậy đó. Bây giờ vào bên trong xong bắt đầu với mình sẽ review cho đại gia đình của mình xem cái sinh hoạt ở bên trong và ngày nay mình làm việc như thế nào nha. Đi vào trong cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ mình đang bước vào cái căn tiệm của mình đây. How are you? Good. Mới vừa mở cửa tiệm thì cũng thấy lác đác khách khứa đang ngồi đây rồi cả nhà. Mình thì đi trễ. Good morning, hi, how are you? Đó, thì các em nhân viên của mình thì bây giờ cũng ai cũng đều có khách làm hết rồi đó cả nhà. Dấu châu đang làm cái nail này là nuôi chip. Ở tại bang mình thì có cái này là nuôi chip. Ở Texas hay là Cali đó. Chúng ta gọi là gel manicure, đúng không? Hai một cái vùng miền họ thường khác nhau nhưng mà giống nhau. Nôi chip có nghĩa là cái từ nó cái chip nó gọi là bị tróc, đúng không? Nôi chip là không có tróc, nhưng mà khi mà làm một cái bộ móng như vậy đó là cả nhà là trong vòng 2 tuần trở lên thì bắt đầu mới tróc. Cái này gọi là gel color đó các bạn. Nice color. Tay giả nha. Ở đây có nhiều người có như là muốn tay giả mà dài vậy đó. Nhiều người cũng có móng thế này thì người ta gắn móng giả. Còn cái này là móng thiệt rồi thì khỏi cần gắn móng giả. Làm một cái nail ra như vậy rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại bây giờ cô này là sơn 3 màu khác nhau nè. It's a pink color, right? And clearer. Rồi cái màu rất là natural. Nhưng mà cái tay thì sơn là nó 5 màu khác nhau, 3 màu khác nhau. This one they call pedicure. Pedicure có nghĩa là mình làm chân nha các bạn. Làm chân mình cắt da chân đi khi mà mình thành đã vào đây rồi đó. Thì lát thì mình gọi bao đi lông đó, bọc cái bồn mình lại để cho mình đủ vệ sinh. Có vệ sinh là hàng đầu của mình. Thì các bạn biết á, là cái dùng khi mà làm pedicure thì cái tủ này có đầy đủ. Cái này gọi là
kit này. Pedicure kit có nghĩa là trong này nó có một cái làm cái giũa, giũa móng tay, móng chân các bạn. Rồi cái cục này là để mình chà cho cái chân, khi mà khách người ta làm chân đó thì bị dơ ở dưới đó, mình cái cục này để xài chà, chà chân. Rồi đây là cái cục buffer, buffer có nghĩa là sau khi mình cắt da, mình làm sạch chân đó, mình buffer mình đánh ra cho nó sạch sẽ, rồi mình bỏ oil lên, dầu lên, rồi xong xuôi là cái bộ này đó, khi mà xài cho khách hàng xong đó là mình vứt, mình không có sử dụng trở lại. Đây là tuyệt đối về vấn đề về vệ sinh an toàn của cái đục bên gọi là steak bar đó cả nhà, là phải tuyệt đối vệ sinh an toàn cho khách hàng từ những người khác đục. Rồi sau khi mà mình làm pedicure đó các bạn, thì mình có một cái đôi dép vậy nè, đôi dép và một cái cặp để kẹp như thế này nè, thì mình đã để sẵn. Khi mà mình xài cái đôi dép này đó, mà là mình mỗi lần mình mua đó, mình mua một cái thùng lớn, mua lần vài ba thùng rồi các bạn, một thùng như vậy đó là 360 đôi. Mình mua khi mà khách hàng đến làm chân như thế này đó, sau khi mà hoàn thiện xong rồi đó, thì mình sơn chân tay cho khách hàng sạch sẽ rồi đó, thì mình sẽ mang đôi dép này cho khách hàng. Mà mỗi người mỗi đôi dép này các bạn, khi mà khách hàng đã dùng xong xuôi rồi đó, là đôi dép này mình vứt luôn, bỏ thùng rác luôn, lẫn cả một cái kẹp chân như vậy đó cả nhà. Là sau khi một người khách xong là lấy được quyền sở hữu của họ, muốn dùng thùng rác thì người ta dùng, người ta muốn đem về nhà làm kỷ niệm thì đem về nhà, nhưng mà thường thường ít ai đem về nhà đâu, mang xong rồi dùng được. I'm talking about the pedicure. Yeah. And you enjoy the pedicure today. I do. He is my regular customer, right? That's right. How long you come in Hasnail? About 4 years. 4 years. 4 năm người khách hàng này đến đây. You enjoy your pedicure. I will. Thank you so much. Nhà thấy đó, cũng là bên này cũng đang làm pedicure, cô em đang làm kim đây. What you doing today? I'm getting the lift. The lift pedicure, massage your feet. Yeah. What about your nail? I'm getting a soak off and then I'm getting a chip. No chip, manicure again. Hôm nay cô này đến đây đó cả nhà, thì cô này làm chân đi lift. Chân đi lắc gọi là chân dạng đặc biệt đó, thì khi mà làm chân đi lắc thì thường là $40 tới $50 cho một cái chân như thế này. Và đồng thời cô ta là cũng vừa rồi mình nói là low chip pedicure đó cả nhà, low chip pedicure là tức là so mang đi về thôi, đi được một chú từ 2 tuần thì cô khách hàng này trở lại đây và để cho mình làm chân và đóng tay. Khi mà làm tay đó các bạn, thì cái nước sơn nô díp thì nó lâu lắm, nó không có tróc. Không có tróc thì mình muốn cho nước sơn nó tróc ra đó, thì mình phải làm thức như thế này đi cả nhà này. Cô đi sát đến đây để mở cái này ra review cho nhà mình nhìn thấy. Đó, cả nhà thấy không? Đây là một cái cục bông gòn nè, rồi nó có một cái nước của gọi là mình phải sốt cho nó ra. Cái này không phải dùng acetone mà dùng cái nó có cái đặc biệt cái remove của nó đó, gel remove đó cả nhà. Thì mình phải quấn cái bông gòn như thế này đó, thì mình để nó trong vòng thời gian 10 đến 15 phút thì cái tay này nó sẽ tróc ra hết. Rồi mình sẽ duỗi nhẹ nhẹ ra. Cái công thức như vậy đó, khi người ta đến làm chân thì mình sẽ ráp cái tay như thế này. Rồi trong một thời gian sau khi mà làm nửa đoạn đường rồi đó, thì mình sẽ quay lại cái tay, duỗi cái tay này ra để làm cho khách hàng. What color you have today? Blue white. Blue white. Hôm nay là cô này làm cái màu sơn màu trắng. Để nó vô thua rồi, xem. Yep. Alright, thank you. Thank you. Enjoy your pedicure. Hi, how are you today? Good, very nice. Giới thiệu với khách hàng, đây là cô khách quen thuộc. She is my friend. Come here all the time. Coming here, yes, my favorite place. Yeah. Great job. Thank you so much. So you come for your nail today? Yes. Đây các bạn nè, đang ấy cái tay này lại đó, là mình quấn cái tay cho khách hàng đó cả nhà, như vậy nè. Rồi chút xíu nữa là cái gel này nó sẽ bung ra, rồi cô ta làm bộ mới. You do a gel manicure again? And then you come your pedicure also. Đó, cả nhà thấy không? Cái hình thức làm là như vậy đó các bạn. Rồi đây nè, mình chiếu sát để cả nhà mình thấy là mỗi cái bồn nước khi mà khách hàng lên đó là mình phải thay một cái bao ni lông mới như vậy đó. Cả nhà,
để cho mình tránh đi cái tình trạng mà bị nhiễm trùng đối với khách hàng. Mà khi cái bồn này mình đã rửa sạch sẽ và sát trùng rồi, rồi trong cái màu nước xanh xanh đó, cả nhà thấy màu xanh lá chuối không? Đó là cái một viên thuốc sát trùng mình bỏ trong cái nước đó, khách ngâm chân vô thì nó sẽ không bị nhiễm trùng. Đó là cái hình thức của làm pedicure rồi vậy đó cả nhà. Thank you my friend. Thank you. Enjoy your pedicure today. Yeah. Yeah, đây là cũng là những người khách hàng quen thuộc đó cả nhà. Họ thường tới mỗi lần 2 tuần vậy đó. Bên này thì Nhung nè, say hello cả nhà đi Nhung. Nhi bên kia nữa kìa. Nhi ơi. Đây là những người khách hàng Mexico đó cả nhà. Habla español. Sí. Họ nói tiếng Mexico đó cả nhà. Vui lắm. Khách hàng ở đây rất là vui. Gracias. I open until 7 tonight. Okay, what you need today? Okay, so you want to come today or you want to come tomorrow? Okay, that's good, my friend. Thank you. Come Sunday, okay? Alright, thank you. See you. Bye bye. Khách hàng muốn tới chủ nhật đó nghe con. Wow, làm một ngày đó cả nhà thấy không? Sáng đến giờ đó, đến tiệm nail là 10 giờ. Rồi bây giờ là bắt đầu là để coi mấy giờ rồi. Bây giờ là 6 giờ 20 rồi cả nhà. Mà vẫn còn ở trong tiệm nail. Khách bây giờ cũng còn lác đác đây. Lay cả ngày vậy đó các bạn. Cháu đang làm gì đây Ni? Đang làm dip chú. À, cái hình thức là dipping powder là vậy đây cả nhà. À, dip là dipping powder là cái bột đó cả nhà. À, cái bột màu đỏ nè. Là hiện tại bây giờ là cô khách hàng này đang làm cái bóng tay bột này. This your color right? Rồi cháu Ni là người đang take care cho một cô khách hàng đây. How about you? You doing the full set today. Đây là hình thức cái tay này là cái tay móng tay giả này cả nhà. Người ta gắn cái móng dài ra nè. Đó, các bạn thấy không? Đây mình chưa có hoàn thành. Như đó là David đây là vừa đắp xong bột đấy, làm móng tay dài cho khách. Chút xíu nó hoàn thành là cái tay ra cả nhà mình thấy đẹp lắm. Rồi còn bây giờ khu vực bên này cũng vậy. Nhung cũng đang làm chân ở dưới này nè. How everything here? Good. How are you? Good to see you. Đó, hôm nay khách hàng thường thường cái mùa Valentine này đó thì khách hàng sơn cái màu thường màu đỏ nhiều hơn. Beautiful color. Đó cả nhà, thường thường là mình là trong vòng 3 tuần là mình làm chân một lần. Ở đây mấy em nhân viên thường hay giúp đỡ mình làm chân cho mình lắm. À, cho nên hôm nay không ngoại lệ là từ ngày đi Việt Nam về đến giờ đó thì mình nói luôn cả nhà nghe luôn là mình giống như là mình bị cách ly với cái tiệm như là gần 2 tuần này vậy đó cả nhà. Mình đi Việt Nam về mấy cháu với lại mấy em ở đây nghe nói là mà bị cái bệnh dịch ở bên Trung Quốc rồi vậy đó. Rồi mình đi trên cái tuyến đường về mấy em cũng ngại, nó sợ mình đi đường bị lây. Cho nên về đến tiệm rồi các em ở đây bắt mình phải đeo khẩu trang nè, rồi các em tiếp xúc đứng xa với mình mới tiếp xúc. Rồi bây giờ gần được 2 tuần là bây giờ mình mới được tự do đó cả nhà, thấy không? Rồi bây giờ mình làm chân nha. Đây cái công thức làm chân thì như thế này đây các bạn nè. Cái bịch ni lông mình bọc vô cái ghế đó, bọc như vậy đó cho nó sạch sẽ. Ví dụ như là mỗi người nào đó đến lên làm chân đó thì mình phải bọc một cái bọc ni lông như thế này đó, để mình tránh cái tình trạng vệ sinh và chống tình trạng bị vi khuẩn hay là bị lây lan cho người khác đó cả nhà. Rồi bây giờ xả nước đi. Đó. Đó, bây giờ cái hình thức là nước xả ra về đây cả nhà. Thì đây, cô thợ lên tới lấy một viên thuốc qua. Đưa cho đây, cái viên thuốc này thải vô đi. Đó, cái viên thuốc đó nó vừa làm cho ngâm cái chân nó thơm. Nó như là vitamin vậy đó cả nhà. Mà nó vừa là sát trùng nữa. À, nó bảo vệ. Rồi vừa đã làm cho cái chân mình thơm. Rồi khi mà nước đầy xong, bây giờ mình leo lên ghế nha. À, để cả nhà mình xem mình hôm nay cô Julie nhân viên mình sẽ làm cho mình một cái chân.
Thấy đó, khi mà mình nước nó đã đầy lên rồi đó thì ngâm cái bồn như thế này để thấy cái viên thuốc nó vô đó thì mình cái mùi nó thơm như mùi cam vậy đó cả nhà. Thấy không, chuyển nó màu vàng nè. Rồi mình giữ thùng xe cái ghế này để cả nhà mình thấy nha. Ghế này trong này nó có cái remote control nằm ngay đây nè. Remote control nằm ngay đây nè, khi mà khách hàng đã lên đây rồi đó thì họ bấm cái power on lên vậy nè. Ví dụ như 10 phút, 20 phút là 30 phút tùy theo. Rồi tùy theo cái function đây này nó nhiều lắm đó. Mình bấm như vậy đó làm nó sẽ massage cho mình từ cái cổ này xuống tới cái lưng. Rồi cái ghế này các bạn thấy là đây nó có cái lỗ của USB nè, để mình chạc điện thoại đó khách hàng, mà nếu mà trên này mà họ không có xài điện thoại mà hết pin đó thì người ta sẽ đây ngồi chạc điện thoại đó. Các bạn thấy đằng sau là bây giờ là massage cho mình đó, tùy theo mình muốn bấm cái ghế này mình ngã ra đó. Đó, hay là mình bấm nó lui trở lại bớt cho nó thoải mái đó, cả nhà thấy không, nó đều control hết trên cái ghế này đó. Vậy đó cả nhà, bây giờ chuẩn bị là chui lì lên làm cái chân cho mình để review sơ cho cả nhà mình thấy chút xíu nha. Mình ngồi đó rất là relax các bạn, có được cái mặt xa nó thoải mái, rồi nước ở dưới ngâm nóng. Thường thường là khách hàng các bạn biết là 2 tuần họ đến đây làm chân một lần, bởi vì cái này giống như là bị nghiện vậy đó cả nhà. Cũng mình cũng không ngoại lệ, mình cũng vậy luôn. Bây giờ cái công thức làm chân là vậy đó cả nhà. Bây giờ chú Lì đang chuẩn bị là cắt cái móng chân của mình nè. Duỗi cái hình thức như vậy đó cả nhà, duỗi nhẹ cái chân lên cho những cái da khô rồi đó, cho nó dồn hết lên trên cái cuticle. Rồi mình sẽ ngâm nước trở lại rồi chút xíu nó mềm ra rồi mình cắt da. Sau khi bắt đầu là mình ngâm cái chân nước và lấy lên đó thì bây giờ cắt cái da kiểu đó đó các bạn. Cái này là cái da khô, da chết đó. Người Mỹ người ta gọi là mình cắt với cái cuticle, Việt Nam gọi là cắt da chết, xung quanh cái móng cho nó sạch cái móng chân. Đó, bây giờ bắt đầu là cái sau khi cắt da xong, tùy theo người thợ, có nhiều người thì người ta giũa cái xếp này trước khi cắt da. Còn nếu mà có người thì cắt giũa sau, nó cũng giống nhau thôi, bình thường thôi các bạn. Đó, mình giũa cái xếp lại cho nó sạch sẽ, nó đồng đều trở lại cho 10 món chân nó bằng nhau. Đó, sau khi giũa xếp cắt da xong á, là cái khâu cuối cùng của cái móng đã hoàn thiện á, thì mình móc phờ như vậy các bạn. Phờ này có nghĩa là mình đánh để cho những cái da chết mà còn xung quanh của cái móng đó nó sạch ra. Đó. Rồi mình bỏ cái cuticle oil lên, gọi là dầu đó. Đó. Bạn thấy không, bấm cái chân liền ha, ngâm nước cho trở lại. Rồi tiếp tục cái chân thứ hai thì cũng cái hình thức mình cũng làm y chang như vậy đó cả nhà. Sau khi một cái chân đầu tiên thì đã sạch sẽ rồi, bây giờ tới cái chân thứ hai thì cũng vẫn duỗi rồi cắt da rồi cắt móng rồi duỗi xếp rồi làm y chang như cái hình thức của cái chân vừa rồi mình làm vậy đó. Rồi bây giờ cái khâu mà cắt da và làm sạch móng xong rồi cả nhà. Là bây giờ là bắt đầu là đến cái khâu này gọi là cái khâu chà chân nè. Những cái da chết ở dưới, nó nằm ở dưới chân đó, da khô đó. Bắt đầu mình thoa cái collagen remover lên, rồi bắt đầu cái mình làm cho nó mềm cái da đó xuống. Rồi cái đầu của mình chà cái chân ra, nó sạch sẽ luôn cả nhà. Thường thường các bạn biết mà đi làm xong cái pedicure này đi về đó, cái chân nó mình sạch sẽ đó, người nó khỏe lắm. Bỏ hai chân lên. Cô thợ nail này khó tánh lắm. Dạ thôi, thôi. Đúng rồi.
Đó, bây giờ là trà chân. Đó, cái hình thức trà chân là vậy đó các bạn. Kết rồi cả xíu thôi. Đó các bạn, bây giờ là cái giờ phút này là mình cũng gần đóng cửa rồi đó. Mà còn một số khách hàng đang ngồi đó, cho mấy cô em đang giải quyết xong cái số khách hàng này nữa là bắt đầu là mình đóng cửa mình về. Rồi anh em xúm nhau phụ dọn dẹp, rồi linh ấp quét dọn để mình lo xong cho cái chương trình ngày mai. Vậy đó cả nhà. Đó, bây giờ cái khâu này là cái khâu mình bóp muối, gọi là bóp cái muối để mình làm mình mạch xa đó các bạn, để cho cái mấy cái da khô nó làm cho mềm lại hết. Đó, tiếp tục những khâu vậy đó cả nhà. Thì mình bóp muối lên cái chân nè, cái này gọi là shishat đó. Đó, mà cái mùi là mùi cam, mùi này rất là thơm. Thì cái mùi này với lại cái mùi mà mình bỏ cái viên thuốc của cái nước mà cái mùi cam như cả nhà mình vừa nói đầu tiên đó, là nó chung một mùi với nhau. Cho nên khi mà bắt đầu tới cái giai đoạn này rồi đó, là bây giờ Chư Lì đang ngồi bóp chân như vậy đó, là cái mùi nó thoang thoảng nó bay lên, nó làm cho người mình thưởng thức được cái mùi này, nó thơm, mùi cam đó cả nhà, làm cho người thấy khỏe lắm. Rồi bây giờ bắt đầu xong xuôi mà bóp muối rồi xong cái chân rồi đó, khi mà thoải mái rồi đó thì người nhân viên họ rửa lại cái chân cho khách hàng. Bởi vì cái chân này nãy giờ mình ngâm ở trong này là cũng trên 20 phút rồi. Là sau khi đã hoàn thiện xong đó thì mình kiểm tra lại nước nó ấm như thế nào, rồi mình rửa chân cho khách hàng nó sạch sẽ. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình massage. Massage là cái giai đoạn cuối cùng đó. Mạch xa xong cái mình rửa lại bằng alcohol rồi bắt đầu mình sơn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, sạch sẽ vậy đó các bạn. Rồi sau khi mà rửa chân xong đó là mình lấy cái khăn sạch mình lau lại cái chân cho khách hàng. À, sạch sẽ vậy đó. Rồi bắt đầu mình mới mạch xa nè các bạn. Rồi. Rồi bây giờ sau khi cái khâu mà mình mạch xa xong rồi đó các bạn, đó là cái khăn nóng, mình mới ướp lên cái chân như vậy đó. Wow, nó warm, nó nóng cái giò, nó làm cho người đó relax. Đó, sau khi mình lấy khăn nóng lên xong xuôi rồi đó các bạn, thì nhân viên nó kiểm tra lại cái chân cho khách hàng, coi nó đâu đó nó sạch hết chưa. Rồi các bạn thấy không, khi hồi nãy cái chân mà mình mới trước và sau, và bây giờ khi mà nó hoàn thiện rồi, cả nhà mình thấy nhìn cái chân không, mới ken sà beng luôn. Vậy đó cả nhà, sau khi mình hoàn thiện cái chân rồi đó, đây là tác phẩm này là của Chu Lì đây, mình cái chân rất là thoải mái các bạn, sạch sẽ từ dưới lên trên hết luôn. Mình mang giày bây giờ là khỏi, rất là thoải mái, mình đi ra ngoài cũng. Bởi vì khi mà làm cái chân này đó các bạn biết đó, thường thường khách hàng người ta ưu miệng là 2-3 tuần người ta đến làm một lần. Mình cũng không ngoại lệ, mình cũng vậy, cứ 2-3 tuần là mình hết nhờ em nhân viên này đến nhờ các em khác làm cho mình vậy đó. Anh cảm ơn Chu Lì nha. Trước khi video tạm ngừng ở đây, do mình gửi lời cầu chúc đến đến mọi gia đình của mình trên kênh YouTube.
một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.